Chào các bác cô chú chị nhá. Xin chào vào khúc duyên thiếu của tháng thừa tháng tư. Tiếng đục khắp nơi. Nghe tiếng đục hay quá lại phải đến. Lên thằng xóm ngủ đục là đỏ như gỗ quý nhỉ. Năm đèn ra rồi. Tùng này dao động 3 tiền một cây đấy bác ơi. Tất cả bằng giá à? 15 đồng một cây bằng giá. Mướt nha. Rất là mướt. 15 triệu một cây. Cây nào cũng như thế nào. Đây, cây này gỗ. Tín đồ của Tùng nó vào nhau vào này nó chăm sóc khá tốt, phun tiếc nó không có dệt tốt. Nắng quá chắc không trụ được lâu, quay sờ sờ thì thôi. Nơi này đợt trước có mang ra chợ rồi, trước chắc là đòi cao quá hay thế nào tôi không nhớ, nhưng mà bây giờ là đang hô 15 triệu một cây. Cao độ chắc khoảng 60-60 phân. Này vậy, tất toàn bộ được tán thì khá là mướt. Còn thân cốt thì tùy mỗi cây. Cốt thì tùy cây. Cái cây này khá là bệt và nằm phần chậu nhưng mà nó bệ nó hơi kém. Sáng giờ lên được mấy cây rồi bác? Đây, chưa mở hàng khi nào? Chưa mở hàng. Sắp mở hàng. À đây, được cây này. Bán khách lấy rồi. À thế à? Đây hôm quay đấy. À hôm biết quay hôm đến khách lấy rồi. Tí nữa ra lấy. Tí ra lấy à? Hay quá. Người nghiến đi luôn. Cây cũng nghiến đấy. Đấy. Khách ở Vĩnh Phúc. Nhiều người thích cái đồ lạ lạ này. Tốn qua đi ạ. À. Độc lạ. Tí nữa sang lấy. Tốt quá. Đấy, từ Vĩnh Phúc sang đây đấy. Ngọc Mai. Bao giá không? Đây của ông Nhạn đấy. Đấy. Đấy ông Nhạn bao giá đi. Cái hồng Ngọc Mai là bao nhiêu tiền? Mấy tỷ? 2,5 triệu. 2,5 triệu. Ôi dồi ôi, đau chân quá, chân người ôm nha. Ôm hết người. Quá đẹp. Đau hết người. Sân thành phố đâu rồi, mãi không ra này. Hải bạc đâu rồi. Hải bạc. Đang chờ hải bạc ra đây. Anh hải bạc ra để cơ hốt đây. Đây là thiên trụ đấy. Quá
gọi là thiên trụ ấy. Thôi hải lên nhá. Thế loại chưa? Nhất trụ chưa? Nhất trụ rồi, đúng rồi, nhất trụ rồi. Thiên trụ nó mạnh hơn. Khi đi thiên trụ, quay dập là đọc tên này. Này, ông mang có 2 cây đi à? Cây này thì bao tiền? 6 triệu. 6 triệu. Xem nó có gì đặc biệt à? Mặt này thuận hơn. Thuận mặt kia thuận hơn. Nếu nhìn mặt này nó bị phối cái này. Đâu? Sợ rồi. Là ông mang đi bán cái này. Xếp quá nhỉ. Còn gần 20 hết. Ông cứ cạnh hoàng hoa hoàng hoàng bắt đầu đấy. Nghe thì thấy không muốn hỏi thêm cây nào nữa. Cây nhà mình hả bác? À thế à? Hay quá. À thế để giới thiệu với anh em cho anh em biết. Bác có tên gì nhỉ? Trinh à? Kia là xe mình số trước đây đúng không? Có cái số to đùng ấy đứa phải ấy nhỉ? Anh em biết luôn. Lần đầu tiên lên chợ Vạn Phúc đây. Cái me này bao nhiêu tiền bác? 18 triệu. 18 triệu. Đang có quả đây. Đang quả đang ngoan. Quả kia. Nhiều lá quá. Đấy, mùa nắng quá, chắc này không trụ được lâu. Đầu chân này không chống. Linh Sam này thì bao nhiêu bác? Và là dưới Hải Phòng có cái chợ cây ấy. Hôm nay phiên thiếu này thì ít người biết. Chuẩn chỉnh đó thì nhiều người đi thôi. Phiên tháng này là thiếu. Đấy, cây xanh này thì bao nhiêu bác? Sơ bộ thôi anh em. Có cái sơ bộ giá thôi để anh em nó biết bao tiền cái đấy. 15 triệu. 15 triệu rất hiệu quả. Được cả cái bể mới, bể mới. Rồi. Quay ủng hộ các bác ấy mà. Chứ ra là gặp nhau thôi. Đấy, me có quả đấy. Bò này mà không có quả nào. À, đây là tía đấy. Tía mình đào nào không có quả nào. Cái số kia ở nhà tôi quả đống. Thịt thử lắm. Này, bốc me anh em. Cứ kiểu gì? Kiểu cứ lên cái nào là bật đi. Không phải đâu, mà chứ không quả lắm ấy. Cái mùa này đây nhà mình này làm ra là dòng này thì dòng nhiều quả thôi. Mặt trong nó đẹp. Cứ nuôi nhiều mắt ở thân thì nhiều quả. Đấy, cái sung này thì mấy đồng bác? 14 triệu. 14 à? 4. 4 triệu. Đấy.
ông thích cây sung túc là bê ngay. Đấy. Già đẹp. Già đẹp rồi. Rồi nó quá già rồi. Già đẹp. Đây mới là chậu. À đây một đôi linh trạng. Đôi đúng không? Đấy, nghe đấy, vẫn còn quả dính như vừa bảo 18 hay là 15 nữa, chả nhớ. Ngồi đây mát đấy. Về bán. Về đã. Ví dụ về này bao nhiêu? Bán 1,2 triệu. 1,2 triệu mình có đặt hay là có sẵn bán không? Có sẵn. Nó lấy một đôi thì dày nhỉ? Dày nhỉ. Bán có cái tham khảo. 2,3 mỏng. Đặt theo cái trước này nào? Đặt được. Đấy. Nhiều quá không muốn biết mua cái chậu đá ở đâu. Đấy, có bác ở đây bác cái nhận đặt. Anh em thích thì alo số ở đầu xe ô tô đấy. Kế này bao nhiêu bác? $4.50. Cái tham hương này bao tiền? Nó chả có cái gì, nó có một tí gì ở đây thì có gì cái này chỉ về khí đá thôi, có đá này khí vào đó, có đá khí vào rồi đôi chân nó không có chân, cái cành nó dầm luôn mà, có xa đường nó cũng dầm mà. Hôm nay được rồi, được bóng, này là được rồi, không được đắt là của nó, đấy được bóng mà được, để chiều này đẹp. Đấy, bắt xuống đây đôi chế. Gọi ở nhà chắc còn nhiều cây khác, bác cứ mạnh dạn alo. Ok rồi, để được ra cây khác nữa. Rồi để sang bên này tí nhá.